afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là đã leak ra cái gọi là kỹ năng của nhân vật survival mới. Nhìn thì rất là mạnh về khoản cai và thú người, đặc biệt là những cái quả hunter mà có những cái skill mà gây ra sát thương ấy. Thì sợ nhất là mấy cái hunter như vậy thôi. Thì khi mà các bạn chơi gặp cái survival mới như thế này, các bạn có thể dễ dàng cứu được ghế, đúng không ạ? Thứ hai nữa là mắt đỏ cũng ngán luôn mọi người. Đấy, nhưng mà cái gì mạnh quá thì cũng phải có một cái nó cân bằng lại, đúng không ạ? Ở đây mọi người có thể thấy là heal rất là chậm. Đồng thời là nếu mà heal còn bị không heal đầy với nhau được nữa. Nó như thế nào thì nói chung là phải có cái server thử nghiệm. Thì lúc đấy mình sẽ vô mình test các bạn cùng xem. Có thể là mình sẽ tải thử cái ứng dụng like gì đó trên điện thoại rồi mình like ở trên luôn. Rồi nói chuyện sau. Rồi, trước mắt thì hôm nay mình sẽ chơi về cái nhân vật chị nữ vũ công. Rồi các bạn cùng xem ha. Đấy, rồi ai ai mà khuất xa mình một cái cây gì đó. Người xa. Ôi ôi, thấy mặt là đát. Đừng có đụng vô mẹ nha, mẹ nóng rồi nha. Ha mày. Ôi ôi. Ngu rồi. Ngu dữ rồi. Chuyện lần này chị gái. Em chót vô tình. Qua đây, nhanh lên. Sao mà sợ dữ vậy nè. Ôi. Ơ, up lên. Trời ơi, xóa clip nha. Vô. Vô dữ luôn đó mọi người. Trời sao mà dơ dữ vậy trời. Thấy mà tức kinh khủng. Không sao mọi người. Dơ ở đâu thì mình đứng lên ở đó mọi người. Cứu em làm lại mọi người ơi. Sao hôm nay chơi nữ vũ công kỳ vậy ta. Thiệt đó. Cảm giác muốn độn thổ luôn đó trời. Thiệt chứ không muốn show cái khúc này lên luôn á. Nhưng mà mình sạch quá cũng đăng lên thì cũng kỳ luôn. Dơ chút. Tạo độ khó cho game. Đùa chứ mọi người, chơi mà cứ như vậy là sẽ rất là bóp tim. Ôi ok nha, cảm ơn anh Linh nha. Cho em. Hay quá. Đúng là có một người bảo kê xịn thì không ngán đứa nào mà. Đừng có chơi lừa đèn mà. Sợ thiệt chứ. Tha cho em lần này đi chị. Ủa sao mà bạn gây xa này có cái mặt đát hay ghê luôn. Hả mày? Chập mẹ hả? Trời ơi, niềm vui cũng chỉ tới một lần trong đời thôi chứ. Đâu mà trúng số hoài. Tha cho em. Người tình công chung giường chiếu. Thấy đức mẹ duyên dáng bao giờ chưa? Ê, không biết là bạn này bạn đã đổi sang bổ trợ gì rồi ha. Nhưng mà tạm thời đang gọi là lấy lại phong độ đó. Mà chuyện đùa thôi nha. Bà hình như bà đạt nhạc của mình rồi. Một máy 84%. Ô bên này còn một hộp nè. Để mình sang đây mình cai luôn. Ôi hết pin. Em bỏ hết pin rồi. Múa. Chị ơi qua đây chơi với em. Chết rồi. Đi qua chỗ này là ngu rồi. Ngu dữ. Ngu kinh khủng. Trời ơi. Quên. Không nghĩ là hả? Không có memory gì luôn. Quên mọi người. Không nghĩ là gây xa có skill đát. Sao mình cái trí nhớ của em bữa nay nó yếu kém quá. Mà không sao không sao. Rồi xong. Tính ra là máy cũng đang trong giai đoạn là gần đủ hết rồi đó. Đó.
Thực ra thì mình dơ lần một thì mình cố gắng mình vớt vát. Hay quá, rồi trở lại nè. 66% hả? Chết rồi. Tương lai mập mờ. Đâu rồi, để mình chạy xa chút. Ủa nó đâu rồi? Ủa, là sa mạc? Không hiểu nha. Thôi kệ đi. Được thoát là vui rồi. Nhưng mà giờ nó mang đồ bổ bổ trợ, không biết là đổi tele hay gì, nhưng mà không dám ra mở cổng. Tự cứ ra đi. Mở được nhiều hay bấy nhiêu mọi người. Rồi, bé gái, sửa máy tới chưa? Khổ ghê, cái AirPods của tôi á, tôi xài cũng được 3 năm rồi đó. Nó đến ngày gọi là chuẩn bị lên đường tiễn dòng rồi đó, hết pin đó. Dùng thì cũng tiện bởi vì là có thể vừa sạc vừa chơi. Đeo thì người ta dòm vô cũng thấy ngầu ngầu đúng không? Đi sang góc vui. Có hiểu em không anh Linh ơi? Ông sao họa sĩ còn ở bên đó vậy ta? Kiểu gây xa đang ở bển rồi mà bạn ấy vẫn ở bên đấy, muốn nuôi hy vọng gọi là cứu bé gái hả? Quả này chắc là bé gái đi về nơi xa rồi. Thực ra thì cai cái xa ở đầu game thì cũng khá là dễ. Chỉ có cái là mình hơi chủ quan. Chủ quan vì có cái hộp nhạc quá, đâm ra là làm cho game nó bị khó. Thứ hai nữa là bám băng cling mọi người, hơi bị sốc. Oh wow. Lên tàu luôn. Có lên tàu được không? Đứng ở đây chờ luôn nè. Đâu? Heal coi. Heal cho bổn cung. Trời ơi, sáng hôm nay em ngồi, em lau cái kính. Cái mặt có một, nhà em có một cái kính, ở phía bên cạnh là một khu vườn. Mọi người biết sao, cứ sang bên khu đó là phải bắt một ghế rất là cao, nên là không có bắt qua được. Phải đứng ở trong nhà lau mặt bên trong với mặt bên ngoài. Leo lên leo xuống, giờ nó bể cơ, nó nhức cái người. Đó, giờ đi cũng thấy rồi đó. Trời ơi, giờ buồn ngủ dã man. Nhưng mà hẹn mọi người tối đây like rồi, vẫn phải lên like để nói chuyện với mọi người. Xong rồi làm mình sửa tí đề đúng không? Hôm nọ sửa đề đăng cái câu orders orders the orders and an order. Thì tối nay thì sửa nốt đi rồi mình chơi ha. Trời ơi, cái nhạc kia, cái tranh gì kia. Nhìn cái tranh mà quả ngồ luôn, là xem không vô được. Không vô được là lóc nha. Trời ơi, nhìn cái tranh hết hồn luôn á. Rồi mọi người, mọi người chuyển kênh nha. Mình sẽ lại thêm trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Ê, giờ nghĩ lại cái trận nãy giống như kiểu tự bóc phốt chính mình vậy. Giờ dữ. Cười thôi, mệt dã man, buồn ngủ. Hôm qua mình vừa mới nhận được lịch học sư phạm chuyên ngành tiếng Anh vào cuối tháng này. Mà sang tháng sau là cũng rục rịch là chuẩn bị Tết nơi rồi. Cũng rất là háo hức, thật sự tôi cũng háo hức cho bộ xong. Mà sĩ vô anh giống tôi quá, cũng keo dữ. Ít ra thì đôi khi thì có lịch học cũng vui. Nhưng mà cái tháng 11 vừa rồi mình có thi ở trên thành phố, ở cái trường cao đẳng nghề đó. Thì có một cái cô ở ngoài Hà Nội, cô bay vào và cô canh thi mình. Đó, có nghĩa là sáng 8 giờ thi thì khoảng đâu là 4 giờ sáng là cô ấy có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và sau khi mà cô gác thi từ sáng tới tối
có nghĩa là cô ấy sẽ thu bài. Và tụi mình thi là ai về trễ nhất thì cô ấy sẽ bay về chuyến bay đó luôn. Thì nghe cô nói là 8 giờ tối cô sẽ bay về lại Hà Nội. Thì nghe rất là cực, thật sự rất là cực luôn. Mình mất 2 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh. May sao, nhờ cái chuyến đi đó. Ai cứu không? Cứu đi mọi người. May là họa sĩ ngồi đấy, chứ người khác ngồi là chắc cứu 51 quá. Để mình sang phụ nữa nè, khổ ghê. Có anh Linh anh đẩy dùng hộ cái máy rồi nên là mình mới có rảnh thời gian mình đi chạy sang máy khác ấy. Chứ không thì cơ mà còn lâu. Nếu có gì sang cứu luôn bạn họa sĩ. Đây, vứt cho anh Linh hộp nhạc. Chợ tình thương mến thương. Thương lắm rồi đó. Ôi chết liền luôn. May sao ở gần trường đấy, ngay đầu ngõ có một cái quán bò bít tết rất là ngon. Và lần đầu tiên được trải nghiệm cái quán mà hoành tráng như thế. Sự cảm giác mười điểm. Ôi, gương gì mà thiểu năng dữ. Từ từ nha, chê người ta đi lát lên ghế lúc đó hả? Hối hận không kịp. Đây, mình đặt thêm hộp nhạc nữa nè. Bà còn tranh không bà? Rồi. Rồi, vẽ nhanh lên. Trời ơi. Đặt tranh ở trên nhạc trận nha má. Đây, tôi đỡ cho nè. Đúng rồi, 10 điểm. Họa sĩ này là hiểu ý đồng đội đó. 10 điểm, yêu. Gom đồ đã, sang support tiếp cho. Đối với bạn là mình sẽ yêu thương giống như là người yêu của mình. Không phải người yêu, nó chưa có mà. Cô rớt. Ủa, mất dấu hả? Ủa mọi người, sao mất dấu họa sĩ rồi? Thôi kệ đi, vậy cũng được, chấp nhận. Đừng có đùa với chị nha. Trời ơi, chị tên là Kroto, hiểu không? Mem lớn rồi. Làm ơn, hiểu giùm. Nhưng mà cover cho họa sĩ mà mất dấu như thế này gọi là rất là ổn rồi đó mọi người. Đã làm gọi là làm tròn cái bổn phận gọi là rescuer cover rồi. Nên là không có đòi hỏi gì nữa nha. Thương hết mực rồi. Mà công nhận cái skin này nhìn rất là techy đúng không mọi người? Úi sao lâu lù đây rồi. Đừng mà. Cổ vũ dây thép, à vũ công dây thép. Không quan tâm lắm nha. Giờ chị không có quan tâm chỉ là cái cọng dây gì hết trơn, đúng không? Giờ chỉ cần cái dây gọi là dây tơ hồng thôi. Mà tạm thời chưa thấy. Mày bling ra tao lóc mày đó. Không ngờ đúng không? Duyên nó phá nhạc rồi, không kịp duyên dáng. Ôi ta le. Ủa sao không chết? Sao vậy? Trời ơi, tôi cứu cho dậy rồi mà sao không tìm người heal đi, đi sửa máy nữa. Chết rồi. Ôi, công trình cứu các thứ. Buồn, tổn thương. Buồn dữ luôn á, không phải buồn vừa đâu, buồn mà buồn kinh khủng, thật sự luôn á. Mà sao lúc cần kim tiêm không thấy? Tiếc á mọi người, tại vì mình cover rất là dữ rồi. Rất là nhiều thời gian để đi heal đầy máu nhưng mà không ngờ bạn ấy chán sống. Chán ghê. Ôi trời, sao mà cái đồ gì mà ói oăm vậy trời. Đây, heal tớ, heal tớ. Mình tuy không phải là Ada nhưng mà ít ra mình cũng là một cái con một cái nhân vật nữ đúng không? Để cho bạn có thể là heal được. Sắp tới đây là sẽ có một cái nhân vật survival mà nhìn chán không muốn nói, thật sự. Nhưng mà tất nhiên rồi mọi người, bất kỳ cái gì cũng thế thôi. Cái gì cũng phải có một cái điểm yếu nào đó để bù qua bù lại, đúng không? Nó mạnh về cái khoản gọi là cai, cứu ghế, cover gì gì đó thì nó không nói. Nhưng mà tất nhiên nó phải có một cái nhược điểm gì đó, chẳng hạn. Đấy. Chẳng hạn như các bạn thấy nữ vũ công hay là nữ chủ tế đó. Giời ơi. Chẳng hạn như là nó rất là cơ động trong bản đồ đi. Nhưng mà bù lại thì nó lại sửa máy yếu.
đấy, chẳng hạn như thế, hoặc là hết vòng là hết thời, đúng không? Cho nên là không có gì phải bàn cãi cả. Để đi cứu anh Linh này, cái gì cũng sẽ có điểm yếu thôi, nhưng mà cái con này là nó yếu yếu kinh khủng. Thấy cái gì mà heal cho hai đứa, một đứa thì heal được, đứa thì heal không được, xong còn bị máu lẻ vô. Là mấy con mà kiểu thả cái security, à không, cái skill ra là tới số liền. Galati với Bon Bon cười khà khà. Nghĩ mà mắc cười được chứ. Mắc cười dữ luôn chứ không phải mắc cười vừa đâu nha. Rồi đi cứu bệnh nhân tiếp nè. Trời ơi sao mà trận đấu này rất là lộn xộn nha. Nhưng mà mình nói chung là mình chỉ tiếc là bạn họa sĩ mình cứu rất là nhiệt tình như thế, nhưng mà cuối cùng thì bạn ấy vẫn phải trả cái giá bằng cách là lên ghế bay về trang viên khi mà không muốn cho đồng đội heal, hoặc là không có tìm kiếm đồng đội để đồng đội heal chẳng hạn. Tại vì góc nhìn của mình thì chỉ là một cái góc nhìn đứng ở phía chân trời xa xôi thôi, nó không có quá nhiều thứ để mà bàn bạc tới. Không thể nhìn được ông họa sĩ ở khu nào. Mày gương vô coi. Vô. Trời ơi. Rồi cố lên được. Rồi. Nó gương mình rồi. Gương dơ rồi. Được. Mày đụng vô tao là có chuyện đó. Tao nói trước. Đôi mắt nó đỏ như bộ đồ nó mặc vậy đó. Kinh tởm. Ui, không còn một cái ba lét nào quý vị ơi. Tối nay mình sẽ hẹn mọi người trên stream để gương bóng đâu. Ủa cái bóng đâu? Ủa không hiểu luôn. Đặt gương không thấy bóng đâu luôn á. Mệt quá. Mệt dữ. Rồi vô thôi. Không còn tương lai nữa quý vị ơi. Quý vị hôm nay có thấy em đẹp không quý vị? Thực ra thì cái trận đầu tiên thì mình chơi về cái bộ trang phục người nuôi dạy thú. Thì cái bộ trang phục đấy là trang phục vàng đầu tiên, cũng như là cái bộ trang phục gọi là cầu đầu đó. Thì các bạn có thể thấy là rất là đẹp đúng không? Thật sự concept ngày xưa nó đa dạng lắm, chứ phải như bây giờ. Bây giờ thì game tập trung là collab quá nhiều. Mà cái tài nguyên về ý tưởng cầu thì mình thấy càng ngày càng hạn chế. Nó chuẩn bị con sơ mới nguy trang thì cũng hoàng gia đó. Mà mình thấy cái xương xương cái ảnh trailer thì nó không có hoàng gia lắm. Nó thuộc cái dạng gọi là lính cận vệ hay cái gì đó, không rõ. Nó chỉ mập mờ thôi. Mình đoán già đoán non. Nhưng mà không hiểu sao bệnh nhân ông thoát sớm dữ vậy trời. Thiệt á. Có thể là cover cho đồng đội thoát được mà ta. Deadline dí hay gì mà sao mà khổ dữ vậy trời. Yo, cứu thôi nha, chứ ai chạy được thì tùy duyên nha. Ai chạy được thì tùy duyên thôi. Cứu cho có tình có cả. Ôi, gương rất là sục. Gương mà muốn xóa game. Mất gương rồi. Ô nó sang nhấc mình rồi. Đang nín thở hiu không dám nói gì luôn á. Tại vì là mình cứ nghĩ là nó sẽ đuổi anh Linh, nhưng không. Mình mới lên ghế lần đầu. Khéo tay le á. À cứu. Chinh lên. Cắt cái gió lên cổ chạy đi. Trời ơi, uổng ghê, bệnh nhân mà ở lại mình nói thiệt mọi người luôn là ôi nó gương về tới đây luôn rồi. Thôi đi đi anh Linh ơi, nó cũng hòa. Uổng quá, ông bệnh nhân đi sớm quá luôn á, thật á.
ai làm gì đâu, chạy sớm kinh khủng, ở lại là thắng luôn đó, không phải chuyện đùa đâu nha mọi người, thắng được á. Thì chẳng hạn như mà một người cứu, một người cover các thứ là vô được, thì sự luôn. Thôi cũng hòa, nói chung là cũng hòa, nhưng mà thôi kệ đi, có tình có nghĩa, có tình cảm anh em được rồi. Gương gì trời, gương gì á. Thôi cái gì tới nó cũng tới thôi. Trời ơi, cũng hòa thôi. Nhưng mà tiếc đi sớm quá đi. Nhưng mà không sao, nói chung là cũng chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ và ăn cơm thật là ngon miệng. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha. Ở tối nay mình sẽ gặp mọi người trên stream nha mọi người. Bye bye mọi người nha.